Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine tiến vào làng chiến lược ở tỉnh Donetsk Quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết lực lượng Ukraine tiến vào phía bắc làng Odrosnyi ở tỉnh Donetsk sau 2 tuần giao tranh dữ dội. Các quân nhân Nga tiếp tục phòng ngự tại khu vực phía nam ngôi làng, nhưng trận đánh ác liệt với cường độ cao đang diễn ra. Vladimir Trokov, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhia ngày 13 tháng 8 thông báo, Địch đã tiến vào và giành chỗ đứng ở phía bắc Urozhhandoni sau hai tuần giao tranh khốc liệt và đẫm máu nhất nhằm kiểm soát khu dân cư này. Quân ta vẫn kiểm soát khu vực phía nam Urozhhandoni. Ông Trokov cho biết, song thừa nhận tình hình tại đây khó khăn và đáng báo động. Theo ông Trokov, các đơn vị Ukraine tiến được khoảng 200 mét sau khi tổ chức các đợt tấn công kiểu tắm máu. Lực lượng Ukraine mất hai trong số bốn nhóm xung kích với nòng cốt là các đơn vị thủy quân lục chiến cùng nhiều xe tăng và thiết giáp. Làng Urozhainochny được đánh giá là chìa khóa quan trọng để Ukraine có thể tiến về phía nam, hướng đến thành phố cảng Mariupol, nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Hơn hai tháng sau khi phát động chiến dịch phản công, lực lượng Ukraine còn phải tiến thêm 80 km nữa mới tới Mariupol, trong khi các lữ đoàn của họ chỉ tái kiểm soát được vài trăm mét mỗi tuần. Trên tuyến đường đó, lực lượng Nga thiết lập hệ thống phòng thủ rất kiên cố xung quanh Urozhainochny, biến ngôi làng. Thành một trong những cứ điểm mạnh mà Ukraine phải vượt qua. Sau khi mở cuộc tiến công chấp nhoáng và kiểm soát làng Staromyskoye hồi cuối tháng 7, lính thủy đánh bộ Ukraine cùng một tiểu đoàn cơ giới độc lập của lục quân tập kết tại khu vực Tây Bắc làng Urohanoye. Binh sĩ Ukraine dường như đã tìm được cách vượt qua các bãi mìn và tiến vào làng Urohanoye ngày 8 tháng 8. Lực lượng Nga sau đó có một ngày công bố hình ảnh các phương tiện chiến đấu Ukraine xuất hiện tại Urohanoye. Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR do Nga bổ nhiệm, ngày 10 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine hiện diện trong thời gian ngắn tại Urodhanyi, rồi bị đẩy lùi. Các trận pháo kích và không kích diễn ra ngay khi kẻ thù tìm cách cố thủ ở phía bắc Urodhanyi. Địch chịu tổn thất, buộc phải bỏ lại trang thiết bị và rút về các vị trí trước đó, ông Pushilin nói. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine sẽ tăng cường tấn công làng Urodhanyi trong những ngày tới. Lực lượng Ukraine cũng có thể bị cho chiến dịch tiến công. Javetip Banjaha, khu dân cư ở phía nam Urohanoji sau khi kiểm soát ngôi làng này. Ukraine giao tranh đẫm máu nhất, mở mũi tiến công xuống phía nam. Ukraine triển khai lực lượng giao tranh khốc liệt nhằm xuyên thủng phong tuyến của Nga và mở đường tiến công xuống phía nam. Theo quan chức do Nga bổ nhiệm, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực trong thủng phong tuyến của Nga ở phần phía tây của khu vực Donetsk, nơi các nhóm binh sĩ Ukraine được triển khai để giành vị trí ở phía đông thị trấn Staromyskoye Quân đội Ukraine đã thành công giành lại ngôi làng ở Staromayorsky, bước tiến lớn nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Để làm được việc đó, họ đã phải bước vào một khu vực chết chóc và nhiều người trong số họ đã không có khỏi. Vladimir Rogov, một quan chức tại khu vực ở Zaporizhia do Nga kiểm soát, ngày 13 tháng 8, nói rằng các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra ở phía nam Velika, Novosinka khi quân đội Ukraine cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga, mở đường đánh xuống phía nam để tiếp cận bờ biển Azov. Đối phương đã tiến vào và giành được vị trí ở phần phía bắc của Urosdeni sau hai tuần diễn ra những trận chiến khốc liệt và đẫm máu nhất để giành lấy khu định cư này. Ông Trogov nói, ông Trogov cho biết các binh sĩ Nga vẫn kiểm soát phần phía nam của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Ukraine muốn đẩy lùi quân đội Nga khỏi toàn bộ khu Urosdeni và thị trấn Starom-Linivka xa hơn về phía nam. Oleg Chekhov, phát ngôn viên của nhóm tiến công Vostok thuộc quân đội Nga cho biết lực lượng Ukraine đang cố gắng tấn công theo hướng Urosdane và Staromysotsky và họ đã chịu tổn thất. Trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ trên Telegram, ông Chekhov cho biết hỏa lực pháo binh Nga đã phá hủy các cầu phao mà lực lượng Ukraine đã cố gắng sử dụng để vượt sông Mokri, Yali ở phía tây Urodane, đồng thời phá hủy các mục tiêu khác gần đó bao gồm một thành trí cách đó vài km về phía bắc tại Makarika. Ukraine đã phát động chiến dịch phản công vào tháng 6, cố gắng giành lại những vùng lãnh thổ do nga kiểm soát ở phía nam và phía đông của đất nước. Ukraine đã giành lại một số ngôi làng ở phía nam và một số vùng lãnh thổ xung quanh thành phố đổ nát Bakhmut ở phía đông, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được những bước tiến lớn trước quân đội nga. Moscow nói cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Nga đã dựng các phòng tuyến kiên cố trên các mặt trận để ngăn đà phản công của Kiev. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov ngày 13 tháng 8 tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy tiền phương của Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Tại khu vực thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, một sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 9 Ukraine đã bị phá hủy. Gần khu định cư Pervomaiskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một trạm kiểm soát máy bay không người lái UAV, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine quân đội đã bị tấn công. Tướng Konashenkov cho biết, theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, khiến hơn 300 quân binh sĩ Ukraine không qua khỏi và bị thương trong vòng một ngày. Ở khu vực phía nam Donetsk, Nga tuyên bố hạ 80 lính Ukraine cùng hàng loạt ký tài. Dù đã nhận được các thiết bị trị giá hàng tỷ đô la và binh sĩ được đưa sang đào tạo ở các nước phương Tây để chuẩn bị cho cuộc phản công hiện tại, song Ukraine phải thừa nhận rằng chiến dịch của họ đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Các chỉ huy Ukraine lý giải, họ chủ đích giữ tốc độ như vậy để tránh tỷ lệ thương vong cao và nhằm thăm dò tìm lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga và bao mòn nguồn lực của Moscow. Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hàng trên biển đen. Quan chức Ukraine cho rằng Nga tấn công có chủ ý khi nổ súng cảnh cáo, rồi đưa quân lên kiểm tra tàu hàng Shukru, Okan trên biển đen. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 13 tháng 8, Mikhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine kêu gọi xác định danh tính những quân nhân Nga tham gia kiểm tra tàu hàng Shukru, Okan trên biển đen. Ukraine sẽ rút ra tất cả kết luận cần thiết và chọn cách phản ứng tốt nhất có thể. Ông Podolyak cho biết, đây là cuộc tấn công có chú ý và kiểm tra cưỡng ép của Nga đối với tàu hàng Sukru Okan đang trên đường tới cảng Imre của Ukraine. Ông Podolyak viết và cáo buộc đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, cướp biển và phạm tội đối với tàu hàng dân sự của nước thứ ba. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo thủy thủ tàu tuần tra Vasily Bikov dùng vũ khí tự động cỡ nhỏ bắn cảnh cáo tàu Sukru Okan treo cờ Palo trên biển đen do thuyền trưởng không phản hồi yêu cầu dừng lại để kiểm tra liệu phương tiện có vận chuyển hàng cấm hay không. Một trực thăng K-29 chở theo các quân nhân Nga rời tàu tuần tra Vigeli Bikov tới tàu Sukru Okan để kiểm tra. Sau cuộc điện đàm qua sóng vô tuyến, tàu Sukru Okan dừng lại và các quân nhân Nga đáp xuống con tàu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khi đội kiểm tra hoàn thành công việc, tàu Sukhoiokan tiếp tục hành trình đến cảng Ipiel. Cuộc kiểm tra diễn ra sau gần một tháng. Nga tuyên bố rút khỏi sáng kiến vũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận có điều khoản đảm bảo cho xuất khẩu vũ cốc Ukraine có một hành lang an toàn. Nga thông báo thu hồi mọi đảm bảo hàng hải liên quan. Cảnh báo có thể coi tất cả tàu đến cảng Ukraine ven Biển Đen là phương tiện vận chuyển hàng quân sự. Nga hồi đầu tháng 8 cáo buộc Ukraine dùng xuống không người lái tập kích chiến hạm, căn cứ hải quân và tàu chở dầu của nước này. Qua đội nga nhiều lần tập kích các thành phố cảng ở miền nam Ukraine để phá hủy xưởng chế tạo và kho chứa súng tự sát. Phương Tây và Ukraine cho biết các trận tập kích này nhằm hạn chế hơn nữa năng lực xuất khẩu qua Biển Đen. Ukraine thừa nhận thách thức khi tìm cách xuyên thủng phòng thủ của nga. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine cho biết một trong những thách thức lớn nhất với chiến dịch phản công của nước này là bãi mìn mà nga lập ra trong phòng tuyến nhiều lớp ở cả miền nam và miền đông Ukraine. Hiện giờ Ukraine là quốc gia bị giải mìn nhiều nhất thế giới. Những bãi mìn trải dài hàng trăm km hàng triệu thiết bị kích nổ ở một số nơi trên tiền tuyến, mật độ giải mìn lên đến 5 quả trên 1 mét vuông. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trả lời phỏng vấn Yudian ngày 13 tháng 8. Ông nhấn mạnh các bãi mìn của Nga gây thách thức nghiêm trọng đối với lực lượng của chúng tôi, nhưng không phải là không thể vượt qua. Chúng tôi có những đặc công giàu kinh nghiệm trong thiết bị hiện đại, nhưng không đủ để đối phó với những bãi mìn trải dài hàng trăm km ở cả miền Đông và miền Nam. Theo ông Reznikov, Ukraine có thể vô hiệu hóa các bãi mìn của Nga, nhưng điều quan trọng là các đồng minh phải mở rộng và đẩy nhanh hoạt động huấn luyện đã được một số quốc gia thực hiện, bao gồm cả Anh. Guardian cho biết số chuyên viên giả phá bom mìn trong lực lượng vũ trang Ukraine không đủ để chọc thủng tuyến phòng thủ trải dài khoảng 1.000 km của Nga. Hơn nữa, các đơn vị giả phá mìn của Ukraine cũng đối mặt nhiều rủi ro khi làm nhiệm vụ dưới mưa hỏa lực của Nga do thiếu sự yểm trợ từ trên không. Shohi Shichenko, một bác sĩ ở Dnipro cho hay, mỗi ngày ông phải điều trị cho 50-100 đến binh sĩ chủ yếu bị thương do chúng mìn hoặc hỏa lực. Ukraina bắt đầu phản công từ tháng 6, giới chức nước này và các đồng minh phương Tây thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn mong đợi. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống phòng thủ của Nga rất kiên cố, đặc biệt những bãi mìn. Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền ly khai do Nga lập nên ở Zaporizhia miền Nam Ukraine cho biết, lực lượng Ukraina đang tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở vùng Donetsk nhằm tiến tới bờ biển Azov. Đối phương tìm cách tiến công ở Ocherety sau hai tuần giao tranh khốc liệt, đẫm máu nhất, ông Rogov nói. Oleg Chekhov, người phát ngôn lực lượng Nga ở phía đông cho hay, quân đội Ukraine đang tìm cách tấn công theo hướng Urozhany, Staromayorsky và phải chịu tổn thất lớn. Theo quan chức này, Nga đã khai hỏa phá hủy các cầu phao của quân đội Ukraine khi lực lượng này tìm cách vượt sông Mokri Yali ở phía tây Ukraine và phá hủy những mục tiêu lân cận khác. Giới quan sát cho rằng, do những tổn thất sau hai tháng phản công, Ukraine dường như đang thay đổi chiến thuật. Cụ thể, thay vì áp dụng lối đánh của phương Tây, Kiev đang quay trở lại lối đánh trước kia. Sử dụng chiến thuật của phương Tây đồng nghĩa với việc lực lượng của Ukraine ra sức vượt qua bãi mìn dưới làn hỏa lực của Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine tấn công qua các bãi mìn của Nga mà không có sự yểm trợ trên không. Điều này khiến các xe tăng và xe bọc thép của Ukraine được phương Tây viện trợ dễ trở thành mục tiêu của pháo binh và phòng không Nga. Theo New York Times, Hiện giờ Ukraine tập trung làm suy yếu năng lực của Nga bằng pháo và tên lửa tầm xa thay vì để xe tăng thiết giáp tìm cách băng qua những bãi mìn dưới hỏa lực của Moscow. Cùng lúc đó, Kiev kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 với hy vọng chiếm ưu thế trên không, điều kiện quan trọng để áp dụng chiến thuật tác chiến của NATO. Về vấn đề này, New York Times dẫn nhận định của giới chuyên gia phân tích quân sự phương Tây cho rằng Ukraine vẫn có thể phản công thành công mà không cần F-16. Liệu F-16 có tạo đột phá cho chiến dịch phản công của Ukraine hầu hết chuyên gia hoài nghi về điều đó. Họ tin Ukraine vẫn có thể phản công thành công mà không cần chúng. Tất nhiên mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu không có F-16, New York Times bình luận. Ukraine phóng đạn chùm, phá hủy hai tổ hợp pháo bão lửa của Nga. Quân đội Ukraine đăng đoạn video dùng đạn chùm tấn công hai hệ thống pháo bão lửa BM-21 của Nga ở mặt trận miền Đông. Theo chuyên trang quân sự Defense Express, quân đội Ukraine đăng đoạn video ghi lại vụ tấn công bằng đạn chùm vào hai hệ thống pháo BM-21 của Nga Lữ đoàn pháo binh 55 của Ukraine đã thực hiện vụ tấn công với sự hỗ trợ từ đơn vị chính sát trên không Shadow tại làng Yasinovata, Donetsk. Nga bố trí hai tổ hợp BM-21 ở hai vị trí chiến đấu tương đối gần nhau để tập kích các mục tiêu của Ukraine bên trong ngôi làng. Ukraine đã quyết định bắn đạn chùm nhằm đáp trả phía Nga. Sau khi quả đạn chùm bắn ra, các viên đạn nhỏ hơn đã bung ra một khu vực khá rộng, tấn công đồng thời vào hai hệ thống hỏa lực của Nga, gây ra một vụ nổ lớn có thể quan sát thấy các quả đạn nhỏ bắn mạnh ra theo vòng tròn trên thị trường, bao lấy hai vị trí Nga đặt pháo. Quân đội Ukraine cho biết một hệ thống BM-21 của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hệ thống còn lại bị hư hại. Theo Defense Express, Ukraine được cho đã sử dụng đạn M-864 hoặc M-483A1, hai loại vũ khí do phương Tây viện trợ, Trả lời One Street Journal, một quân nhân Ukraine ở tiền tuyến cho biết, ưu điểm của bom chùm, đạn chùm là bán kính tấn công cao, khả năng dọn đường hiệu quả. Quân nhân trên nhấn mạnh do đặc điểm phân tán trên diện rộng của bom chùm, loại vũ khí này không cần phải tấn công chính xác vào mục tiêu mới phát huy hiệu quả. Ngay cả khi bắn trượt một chút, bom chùm vẫn hiệu quả, anh nói. Hồi đầu tháng 7, Mỹ đã công bố sẽ viện trợ cho Ukraine bom chùm, vũ khí gây tranh cãi về mức độ nguy hiểm với thường dân Mỹ lý giải rằng việc cấp bom chùm cho Ukraine sẽ giúp Kiev đối phó với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng khi phản công Nga trên diện rộng từ đầu tháng 6. Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ xịt nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công, biến chúng thành một bãi mìn và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập niên sau đó. Mỹ đảm bảo rằng việc cung cấp bom chùm cho Kiev không phải là trang bị vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga, Ngoài ra, giới chức Mỹ nói Kiev đã đưa ra cam kết bằng văn bản với Washington rằng họ sẽ không sử dụng các quả bom chùm trong khu dân cư và sẽ lưu lại thông tin về nơi họ sử dụng các quả bom. BM-21 Grad là một trong những loại pháo phản lực phóng loạt chủ lực trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Pháo phản lực này được chế tạo từ thời Liên Xô và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 1963. Với 40 nòng phóng, BM-21 Grad có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với tốc độ công phá quy mô lớn một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị 18 pháo BM-21 Grad có thể đồng loạt phóng 720 quả đạn, mỗi quả nặng khoảng 100 kg trong vòng 20 giây vào các mục tiêu bên kia chiến tuyến. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả để phá hủy trận địa của đối phương. Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vào ngày 22 tháng 8 cho rằng Ukraine đang chuẩn bị đối mặt với một mùa chính trị rất khó khăn và nước này có khả năng bị gây sức ép buộc phải đàm phán với Nga. Phát biểu với báo chí, ông Kuleba cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp để chống lại các nỗ lực gây sức ép khiến Ukraine phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra. Giai đoạn sắp tới sẽ là một mùa chính trị vô cùng khó khăn đối với Ukraine. Ông Kuleba thừa nhận, những lời kêu gọi đàm phán ngày càng mạnh mẽ hơn, Ukraine sẽ làm mọi thứ trong khuôn khổ, luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia để đảm bảo rằng những tiếng nói này sẽ biến mất. Đáp trả ông Kuleba, thượng nghị sĩ Nga đại diện cho Krum, ông Sergei Sekov, đã chỉ trích tuyên bố trên của ông Kuleba cho rằng Ngoại trưởng Ukraine và giới lãnh đạo nước này đang thực sự lo lắng về việc viện trợ của phương Tây cuối cùng sẽ cạn kiệt. Ông Kuleba cho rằng mùa thu sẽ là thử thách khó khăn đối với Ukraine do những lời kêu gọi đàm phán vì Ukraine đang phụ thuộc vào quá nhiều nguồn viện trợ từ phương Tây. Xung đột càng kéo dài, Ukraine càng nhận được nhiều viện trợ và càng đòi hỏi nhiều hơn từ Mỹ, EU. Ukraine đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ khả năng đàm phán nào với Nga. Năm 2022, Tổng thống Zelensky thậm chí còn ban hành luật cụ thể cấm một động thái như vậy. Kể từ khi xung đột nổ ra, phương Tây đã rót khoản viện trợ tài chính và quân sự khổng lồ cho Ukraine. Riêng Mỹ đã phân bố khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Moscow đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này chỉ khiến xung đột leo thang.